Come down it. Oh God! Die! What are you doing? Trước khi video này bắt đầu thì các bạn hãy nhớ để lại cho mình một nút thích nè, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên là đăng ký cho tất cả mọi người nữa. À đúng rồi, thì nó bây giờ là đang chuyển qua một cái nhà mới nè. Như các bạn đã thấy, đây là một cái nhà khá là mới luôn. Nè, nhà của dân làng nè. Nhà này là của dân tộc chứ không phải là của dân làng các bạn ơi. Ê, trời ơi, chỗ này đáng sợ quá à. Không biết mình kiếm cái nhà ở đâu cho được. Không mang gì vậy? Sợ à. Ôi có mấy con quái vật kìa. Ôi no. Trời ơi, ở đây đáng sợ quá. Không biết còn đường nào không ta. Trời trời ơi, tính ra mình đi đường kia mà mình cho mình vòng lại vậy. Giờ sao đây? Trời ơi mấy con kia đáng sợ, mình không muốn đi đâu. Giờ bơi qua. Bơi qua. Ơi, có con creeper nào. No. Rồi sao nó dí nó rồi. No. Con nó dí. Ui. Ơi, đừng dí nó nha. Dí nó là được rồi. Sợ quá. Phải né qua đây mà. Ui, con creeper kìa. Ui, đứng nhìn. Không mày. Ui, nó hí kìa. Ui, nó phá luôn đi. Ui, nhìn đáng sợ quá à. Ui, chạy chạy bên đây. Ui, Creeper, no. Ui, chạy. Ui, ở kia có gì kìa. Mình cứ tìm được nơi đã sống rồi. Từ để mình hỏi. Chú gì đó ơi, cho con hỏi con ở đây được không? Trời ơi, con không còn chỗ nào để đi á, chứ con ở đây được không? Trời, con hứa là con sẽ giúp mọi người á. Hứa chú luôn á. Ủa được hả? Cảm ơn chú nhiều nha. Trời ơi. Bây giờ con xây đây đúng không? Cảm ơn chú. Để bây giờ con sẽ lấy đồ con xây nè. Đó. Đây. Cảm ơn chú nha. Trời ơi. Đập, xây này đi. Xây vậy được nè. Chết rồi, lỡ rồi, thôi kệ đi. Đó. Rồi. Ở đây chiếu nữa. Rồi. Trời ơi, trong kia quá trời con kia luôn á. Chú dân tộc ơi. Rồi, vậy được rồi nè. Đó. Rồi. Ủa sao trời mưa. Rồi các bạn ơi, rồi chơi tiếp thôi. Đó. Rồi. Đây. Đây. Đây em này đây nè. Đó. Rồi nhà mình sẽ đặt lên cao này chiếu. Đó trời, nhà nấp mà. Trời. Đó được chưa. Đó xong rồi nè. Trời xong rồi, vô đây là mình sẽ bích cái lỗ này lại. Rồi mình sẽ lấy cái cửa này ra. Mình sẽ đặt vô. Đó. Rồi xong rồi mình sẽ lập đây. Lập hết mấy cái này luôn. Mình sẽ lót sàn hình là cái sàn bằng này. Ồ, hên quá. Ở đây có đúng một cái dân tộc. Mặc dù dân tộc thiểu số nhưng mà mình muốn tự lập các bạn ơi. Mình không thể dựa dẫm nào chị Simi hoài được. Mình phải gọi là tự lập. Rồi đập hết cái này ra rồi nói tiếp. Đây nè, đập hết mấy cái miếng đất này đi. Trời ơi. Trời ơi, kìa có mấy con gì mà ghê quá các bạn ơi. Mấy con gì mà có to mà màu xanh nữa. Thôi, đáng sợ quá. Mình ở đây thì có mọi người che chở. Đây bây giờ mình sẽ đặt mấy cái giường. Mình nghĩ là mình sẽ đặt cái giường ở đây. Mình quên cái gì đấy. Đây, đặt giường đây nè. Đó. Rồi, đặt cây đường ở đây. Rồi nghĩa là mình sẽ đặt cái bàn ở đây nè các bạn. Đó. Rồi, đặt cái ghế ở đây. Rồi, cuối cùng là cái này. Mình sẽ đặt ở đây. Xong rồi, thành cái nhà của mình rồi. Chỉ qua là nhà của
Sài Gòn rồi. À, sống chung với Sài Gòn, sống chung đất nữa. Không nói chung xa đâu, tại vì hai người đó thích nhau, mình phải ở chung thôi đúng không? Thì đó, thì bây giờ là mình là sẽ ra sống riêng, mình lớn rồi mình muốn tự lập các bạn ơi. Đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn chị. Ủa con sói nó đi chưa? À con cáo đi chưa? No. Ready. Bỏ nó đi, không mệt đâu. Đó, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Đây là cái khu mình sống nè. Đây chính là khu dân tộc thiểu số các bạn ơi. Đó, nè, nhìn lại cái ông nè, không, hơi giống như này nhưng mà mặc đồ giống y chang như dân tộc luôn đó. Đây là cái khu chứa đồ nè. Tại vì á, các bạn biết sao không, ông trưởng tộc ông cho mình sống ở đây nè. Đây để mình cho xem trưởng tộc sống ở cái ngôi nhà khá là bự đây nè. Đây để mình vô ha. À, thì ông trưởng tộc đây nè. Đó, từ từ nha. À, hello inox nè. Trời, nhìn cái mặt ổng kìa. Trời ơi không, nói chung là trưởng tộc nhìn nó phải nó ngầu hơn là tất cả những người dân bình thường xíu chứ đúng không. Đó, đây đó, các bạn thấy cái chợ một cái dân tộc ít người nhưng mà lại vui vẻ không? À khoan, đúng rồi, mình chưa giới thiệu cái nhà của mình nữa nè. Đây là cái nhà mới, nhà mà mình chuẩn bị ở là đó. Nhà mình là nó khác so với lại dân tộc, tại mình khác mà. Trời ơi, mình mới ở là mình phải xây một cái nhà riêng biệt cho mình. Đây, để mình vô nhà cho bạn xem, đóng cửa cái đã. Không ta mấy ông dân này do tò mò ăn cướp đồ của mình hết á. Đó. Trời, cái gì vậy? Ôi rồi. Đó, đây các bạn có thể thấy đây là cái màn hình laptop để mình đọc comment của fan. À đúng rồi, để mình đọc comment của fan nè. Đó. Còn cái gương này để mình chứa đồ ăn là chứa nhiều thứ lắm nè. Còn cái này nữa, cái gương để mình đi ngủ. Trời, đặc biệt là cái ghế. Trời, ghế không bao giờ mỏi lưng luôn. Đó, nó cao hơn cái đầu mình luôn. Ghê chưa? Không bao giờ mỏi lưng. Mình chắc chắn với các bạn luôn. Đó. Rồi, để mình xem qua trò mình chơi các bạn nha. Ở đây vui quá trời vui luôn nè. Rồi, có sông suối quá trời tự nhiên luôn. Rồi, mình chắc chắn là mình sẽ ở đây lâu dài luôn các bạn ơi. Woo. Chơi chung với coi, có chơi ông có trò chơi nào không? Ông ơi, ông trả lời luôn chứ. Trời ơi. Anh chú ơi, cho con có gì chơi không ơi? Trời chú. Ông này cũng không trả lời luôn trời. Trời ơi, dân tộc gì mà kỳ vậy? Lì thẹo. Ê, chán quá các bạn ơi. Trời ơi, mình tưởng đây vui lắm mà. Ơ, trời ơi, đây mình hỏi ông lại. Ô, ông chứng tộc coi chơi có gì vui không? Ủa, chứng tộc ơi, sao đây chán nhỏ, có gì chơi không giờ ông ơi? Con chán quá à. Có mấy cái đồ gì trong rương hả? Đâu đây, để con xem coi. Ủa, có mấy đồ gì nè. Wow. Ủa, cảm ơn chuyển tộc nhiều nha. Từ để con xem coi. Mấy cái này là cái gì đây? Mấy cái này hả? Cái này là cái gì trước đây? Để mình đặt ra xem coi. Ui, từ mình phải xích ra đây. Nhìn nó nguy hiểm quá. Cái này cái gì á? Wow. Ủa, nó thành gì nè? Wow, nó thành cái xe các bạn ơi. Wow. Thôi, bây giờ để mình xem mấy cái này là cái gì nha. À, để mình xem coi cái này là gì đây. Ủa, ba cái này là cái gì vậy? Để mình hỏi lại ông chữ tộc coi. Khó hiểu quá à. Chữ tộc ơi, cái này là cái gì vậy? À, vậy hả? Mình nhớ ông chữ tộc hồi nãy nói là hình như thiếu. Như mình hồi nãy mình quên nhặt cái gì trong rương á thì phải. Đúng rồi nè, thiếu hai cái lận. Trời hèn gì. Trời đói quá các bạn ơi. Ăn cái đã. Nhầm. Đói quá à. Thôi tiếp tục công việc thôi. Để mình xem cái xe này có lái được không? Có lái. Chưa lái được. Trời, xe hết xăng rồi. Mốt mới lái được các bạn ơi. Hình như hồi nãy ông trưởng tộc nói là phải đặt cái này ra nè. Xong rồi là lấy một cái block rồi đặt trên đầu. Đó, xong rồi đặt cái này lên. Rồi là đặt cái này nè. Đặt này ngay đây. Đó, rồi là mình sẽ đặt cái anh này nè. Ui, gì kìa. Đúng rồi. Đó, mình sẽ đặt cái này xuống. Xuống. Ui, xuống. Ui, lâu ơi, chết ơi. Thôi chạy đi, cái đó qua đó cũng được. Xuống đây nữa. Xong rồi mình sẽ đặt cái này ra. Đó, nó sẽ như cái vậy nè. Còn một cái nữa. Qua bên đây. Cái này là ổn rồi. Đó rồi.
nhớ là cái này là đập đập cái này đi, trời đập chừng nào mới hết trời. Nhanh con ơi, rồi xong rồi mình bây giờ là mình đập này, đặt này nè, đó xong rồi là mình sẽ đặt cái này nè đó. Đúng rồi đặt này nè, đặt xuống xong rồi đặt cái này đó. Thì các bạn biết cái này để làm gì không? Thì tập sau hình như mình nhớ tập đập cái này ra đó. Thì tập sau là nếu mà các bạn nào đặt yêu cầu á thì á là những cái rương nè, nó thường là mình nhớ cái trưởng tập nói là nếu mà đặt cái này xuống á thì là có những cái comment mà thử thách hay là những cái video gì đó thì các bạn hãy nhớ comment phía dưới, rồi nó sẽ truyền vô cái word của mình á, nó sẽ ra cái này nè đó, nó sẽ ra một cái rương, rồi trong cái rương có một cái cuốn sách và mình sẽ đọc đó nha. Thì các bạn hãy comment những cái thử thách hay là những cái ý tưởng để mình để nó có thể truyền vô được cái thế giới của mình và nó truyền vô đây để mình đọc, để mình làm thử thách luôn nha. Ok thì video của lúc quay đây thôi, và mời các bạn nhớ bấm nút thích, nút chia sẻ và nút đăng ký nha, và đừng quên comment những cái ý tưởng hay để cho những cái ý tưởng đó mình có thể đọc được, và nếu mà nó xuất hiện ở ngay đây nè mỗi lần mình thức dậy đó. Thì nói chung là tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới nha. Bye.